Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Hôm nay là ngày 25 tháng 2 năm 2020, thì chúng tôi lại tiếp tục giới thiệu tới toàn thể quý vị khách hàng một mẫu sản phẩm nữa là bức hoành phi gỗ gụ, hay còn gọi là đại tự gỗ gụ đấy. Mẫu sản phẩm này chúng tôi làm với chiều dài là 1m97, chiều rộng là 81. Đây là đơn đặt hàng của một anh khách hàng ở Hải Phòng. Anh đã đặt cơ sở rất lâu rồi. Thì hôm nay chúng tôi với sang phần mộc để giới thiệu tới toàn thể quý vị. Toàn bộ phần ván bên trong chúng tôi làm dày 3 phân. Còn phần khuôn là chúng tôi làm to 10 phân, dày 6 phân. Trong lòng ván chúng tôi chạy chữ công, và ở giữa chúng tôi chạm 3 chữ Đức Lưu Quang có phụ đề. Và xen kẽ giữa các chữ nho là chúng tôi đục tứ quý, tùng cúc trúc mai. Để chúng ta cùng chiêm ngưỡng một lần nữa tổng thể bức hoành phi đây. Quý vị nào muốn sở hữu bức hoành phi như này thì liên hệ ngay tới Đồ Gỗ Hiền Lành qua hai số hotline 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi là làng nghề gỗ mỹ nghệ La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Quý vị có thể gọi qua hai số hoặc comment ở phía dưới video thì chúng tôi sẽ tư vấn hoàn toàn miễn phí. Cảm ơn quý vị đã đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất. Hiện tại trên kênh đang có 7.000 lượt theo dõi. Quý vị hãy đăng ký kênh để ủng hộ cơ sở ngày càng lớn mạnh hơn. Và chúng tôi sẽ đáp ứng cho quý vị những mẫu mã sản phẩm mà chúng tôi làm trong thời gian sắp tới đây. Những mẫu mới nhất. Đây là bức hoành phi siêu to khổng lồ đây. Kích thước 1m97 x 81. Bức hoành phi này là dùng cho nhà thờ cỡ lớn. Vâng, và hẹn gặp lại quý vị trong những clip tiếp theo.